Cập nhật thông tin như các bạn đã biết, sáng ngày hôm nay lúc 3 giờ sáng ngày hôm nay, hơn 3 giờ sáng thì Cardano đã tiến hành hard fork trên mạng testnet thành công. Như vậy là đến giờ phút này thì các bạn có khả năng triển khai cái smart contract ở trên testnet rồi. Như vậy là các bạn đã biết lập trình testnet thì các bạn hoàn toàn có khả năng deploy cái smart contract ở trên nền tảng testnet để các bạn test. Với cái chuyện hard fork thành công ở trên nền tảng testnet thì nó đánh dấu một bước ngoặt rất là quan trọng. Như vậy thì cái khả năng xác suất cao thành công của cái lần hard fork sắp tới ở trên cái mạng mainnet là rất là cao. Như vậy là chúng ta có một cái deadline rất là gần là ngày 12 tháng 9 là sẽ có hard fork ở trên mainnet, và kể từ ngày 12 tháng 9 nếu chúng ta hard fork thành công thì khi đó cái smart contract sẽ chạy chính thức ở trên mainnet. Và như các bạn đã biết là sau khi mà smart contract mà chính thức được trên nền tảng mainnet thì sẽ có rất nhiều các đề app, dự án và đặc biệt là các dự án DeFi nó sẽ triển khai rất là nhanh ở trên nền tảng Cardano. Cũng đừng quên rằng là ngày 25-26 thì chúng ta có hội nghị thượng đỉnh của Cardano diễn ra tại trường đại học, mình không nhớ chính xác là Yim Wong gì đó, khá là khó nghe, khá là khó đọc. Hôm nay em có tin vui là cái tỷ lệ cá cược, các bạn biết là có một trang web cá cược, họ nói rằng là các bạn thử bỏ phiếu xem là Cardano có khả năng ra smart contract vào ngày 1 tháng 10 hay không. Thì trước đây tỷ lệ cá cược đấy là bạn bỏ 0,2 đô la thì bạn ăn 1 đô la. Nhưng mà đến giờ phút này thì bạn phải bỏ tới 0,89 đô la bạn mới ăn 1 đô la. Như vậy là khả năng là hầu hết mọi người đã có niềm tin rất khá là vững chắc trong cái chuyện là smart contract sẽ triển khai được trên mainnet. Bằng kinh nghiệm ấy thì mình thấy rằng là các dự án DeFi sẽ là cái sóng đi đầu, đúng không? Cái sóng đi đầu sẽ là cái sóng DeFi, và vì vậy thì chúng tôi tiếp tục đào sâu vào cái mảng DeFi này để chia sẻ với các anh chị. Cũng như phần trước mà mình có chia sẻ ấy, thì khi mà các dự án được triển khai trên nền tảng Cardano thì đặc biệt là DeFi thì ở đó nó tồn tại rất nhiều các cái cơ hội và rất nhiều các rủi ro. Cơ hội để các bạn có khả năng đầu tư vào những dự án và sinh lời rất là lớn, thì đây là một cơ hội rất lớn, nhưng bên cạnh nó thì cái rủi ro cũng không ít, đặc biệt là những dự án mà có kỹ năng triển khai code kém, hoặc là những dự án DeFi có chủ tâm cái chuyện là lừa đảo thì xuất hiện rất là nhiều. Cho nên là các bạn cần phải chú ý, rất là chú trọng trong cái thời gian đầu, đừng quá vội vã. Trong cái live stream với nhóm Kiwi hôm tuần trước mình đã cảnh báo với các anh chị rằng là chúng ta không hề thiếu cơ hội đâu, mà cái chúng ta thiếu chính là thiếu tiền. Cho nên là vấn đề về rủi ro thì các bạn phải rất là thận trọng. Và đó là lý do mà tại sao mà core team chúng tôi thường xuyên sẽ triển khai những cái buổi chia sẻ kiến thức như này ra cộng đồng. Một là giúp các bạn có thể tìm được cơ hội, nhưng mà cũng một phần rất là quan trọng là giúp các bạn tránh được phần rủi ro nữa. Trong cái buổi chia sẻ tầm này tuần trước thì chúng tôi nhận được khá nhiều phản hồi của các bạn. Tuần trước khi mà mình up cái video đó lên thì có tới 3.500 lượt xem. Như vậy là đấy là một trong những video mà có nhiều người quan tâm nhất mà mình đã từng up lên trong một thời gian rất là ngắn. Như vậy là nó thể hiện cái sự quan tâm của cộng đồng. Bên cạnh những ý kiến cùng ủng hộ thì cũng có những ý kiến trái chiều. Có những người bình luận rằng là trình bày thì nó không đáng nhất phải mang cái dự án ra để chia sẻ, nhưng mà cuối cùng lại mang dự án ra để nói rằng là hóa ra là không đầu tư thì trình bày để làm cái gì. Thì ở trong lĩnh vực này thì các bạn không để mất tiền cũng là kiếm được tiền rồi, đúng không? Thì rất nhiều các bạn đã hỏi về cái dự án
mà chúng tôi bỏ đi thì tuần trước chúng tôi đã trình bày một dự án đó rồi, nhưng mà cái thông tin đấy tôi nghĩ là nó cũng rất là cần thiết với mọi người. Thì trên tinh thần các cái buổi chia sẻ tiếp theo ấy, thì chúng tôi vẫn giữ tiếp tục cái tôn chỉ như vậy. Cái tôn chỉ của chúng tôi là chúng tôi ở đây thì mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi đặt ra đấy là chia sẻ kiến thức, và chúng tôi không có mục tiêu là share kèo, chia sẻ cho các bạn các kèo để băm với băm hoặc là mua hoặc là các mức giá, không nào. Thì chúng tôi chỉ tập trung ở đây để chia sẻ kiến thức thôi. Nói như vậy để cả cả cái cộng đồng của chúng ta đều nhất quán đồng lòng để đón nhận những cái kiến thức mà chúng tôi chia sẻ ra. Thì cái phần sau đây chúng ta sẽ bước sang ba cái phần trình bày của các thành viên core team ở trong đội nhóm chúng ta. Phần đầu chúng ta sẽ nghe về lending và borrowing, sau đó chúng ta sẽ nghe về flat loan và các cái rủi ro tiếp theo có khả năng xảy ra ở trên nền tảng DeFi của Cardano. Bây giờ xin mời core team ạ, mời mời bạn Chí, mời anh Chí ạ. Được chưa Rồi thầy? đó, trình bày trên màn hình này cũng được. Đây này xin chào thầy và các anh chị. Hôm nay mình trình bày cái phần DeFi, Lending và Borrowing. Nội dung chủ yếu là tổng quan về DeFi, một số cái thông tin về DeFi, Borrowing, trong 6 tháng gần đây á, thì DeFi cũng như là một cái hiện tượng rất là lớn, hút rất là nhiều cái giới đầu tư vào tiền mã hóa, đầu tư vào tiền mã hóa. Thì cái việc mà kiếm lời từ DeFi hiện nay cũng đang rất hot. Song song việc đầu tư cái đồng tiền cryptocurrency của cái sàn đó, thì việc thực hiện các giao dịch trên các sàn như là Swap, rồi Blending, rồi Borrowing, rồi LB, liquidity pool, farm, rất nhiều thứ cũng đem lại các cái lợi nhuận khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, thành ra họ họ lao vào càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên kiến thức thì cũng cũng chưa có nhiều. Cái thứ hai là trong các lĩnh vực đó thì cái phần nghiệp vụ về lending và borrowing đó là một trong những giao dịch được rất nhiều người lựa chọn. Tùy theo các sàn khác nhau mà các cái dịch vụ đáp ứng những cái phân khúc nó khác nhau. Trong 6 tháng đầu năm gần đây thôi, có nghĩa là trong cái màn hình này mình copy từng rồi từ 155 từ 25 tỷ lên 155 tỷ được chuyển vào và lock trên đó. Cái live này được chụp cách đây 5 ngày, thì hiện nay tại thời điểm này là 170 tỷ. 5 ngày là lên được 15 tỷ. Kinh khủng khiếp. Hiện nay trên có khoảng 358 sàn. Một con số rất là lớn và hiện nay tiếp tục tăng mỗi ngày, con số này đang tăng lên liên tục, chứng tỏ cái độ hot của cái thị trường này. Các sàn đang đua nhau đa dạng cái nghiệp vụ để mà thu hút cái nhà đầu tư, những người mà tham gia. Và hiện nay thì mỗi sàn một kiểu, sau này chi tiết về những cái sàn thì sẽ giới thiệu chi tiết hơn ha. Đa nền tảng hiện nay ngoài ETH là một trong những cái nền tảng lớn, thì có thêm là những cái nền tảng khác như là Solana, Polygon, rồi sắp tới là cái Cardano. Đó là sau ngày 10 12 tháng 9 chúng ta sẽ có thêm một loạt các sàn từ nền tảng Cardano. Cái đó rất là hấp dẫn. Vấn đề của DeFi hiện nay đang tồn tại ở trên những cái nền tảng hiện tại là cái vấn đề về bảo mật. Hiện nay các vụ mà tấn công các anh chị hay nghe, thậm chí cách đây 2-3 ngày thì có một vụ tấn công cũng cũng rất là lớn. Còn vụ trong trong năm nay thì có những vụ liên quan lên tới 600 triệu đô. Đó là càng ngày càng dày đặc. Trong cái slide 1 á, team team 1 đã trình bày những cái đó rồi, thì cái phần mà Dream Finance Finance các bạn có thể lên tra cứu, cái này cũng đang bị tấn công và bị mất tiền.
Thứ hai, những cái vấn đề rủi ro là liên quan tới trượt giá. Cái thứ ba là cái tốc độ hiện nay chậm, làm cho cái việc mà mở rộng nó rất là hạn chế. Cái thứ tư nữa là cái phí ga hiện nay rất là cao, thành ra khi mà mình giao dịch đó, mình ví dụ như bạn nào có giao dịch trên Ether thì biết các cái phí nó không phải mình biết trước, thành ra khi mình giao dịch có thể cái phí nó sẽ rất cao. Đó, nó tùy theo cái đấu giá, thành ra cái đó cũng là một cái rủi ro của khi mình giao dịch. Cái nữa là cái sự ổn định, thì thực ra hiện nay cái các sàn họ cũng bị drop liên tục hoặc là có những cái vấn đề update liên tục, thì nó làm cho cái việc mà hình thành một cái thị trường lớn ổn định nó chưa thể. Hiện nay thì như các bạn biết là cái Cardano 19 này, 12 này là họ sẽ hoàn thiện, và như thầy Hùng nãy chia sẻ là cái đợt update này nó mang tính rất là quyết định. Tất cả những cái gì có thể đem cái ứng dụng thực tế trên mất điện rồi. Anh Chí bật lại mic anh Chí ơi. Bị ốp quá, không biết sao bị ốp. Hiện nay thì là lấy cái câu của Khổng Minh, vạn sự câu bị chỉ khiếm đông không, có nghĩa là tất cả mọi sự chờ đợi 6-7 năm nay đã của HK Hoàng đã quyết định trong cái đợt này, và sau đó thì tất cả mọi thứ nó sẽ nở rộ. Phía trên này là những cái hình ảnh mà VS giữa Cardano và các nền tảng Ethereum, rất là nhiều thứ, còn nhiều nữa, tại vì có rất là nhiều thứ mà cũng không có nhặt hết lên này được. Vậy vấn đề là khi đề phi lên sóng Cardano thì mình kỳ vọng gì? Ví dụ kỳ vọng về giá, kỳ vọng giá của ADA, kỳ vọng về ICO, kỳ vọng về những cái cơ hội việc làm hay là những cái vị thế như thầy chia sẻ, rất là nhiều thứ. Mọi người đang rất là hớt hức và cũng đang trong tim ấy, cũng đang rất là gọi là hưng phấn trong những cái đợt tiếp theo này. Thì bây giờ nhóm mình sẽ đi chi tiết về landing là gì và tập trung vào landing. Mình mời bạn bạn Quang. Quang ơi. Quang ơi. Alo, em đây, em đây. Rồi. Quang lên nhé. Xe Dạ cái rồi. màn hình Quang đi. Dạ rồi, em share rồi, mọi người có thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Dạ rồi, xin chào tất cả mọi người, em tên là Quang và bây giờ em sẽ chia sẻ với mọi người về các cái nghiệp vụ của việc lending, borrowing. Và một cái nó rất là nổi giai đoạn vừa rồi mà mọi người nghe thấy rất rất nhiều những cái vụ tấn công, đó là flash loan. Vậy thì hôm nay em sẽ giải thích cho mọi người biết về lending ở trong DeFi là người ta sử dụng nó như thế nào, borrowing nó ra làm sao, các cái ứng dụng của nó cũng như là ưu nhược điểm của nó, và bên cạnh đó cái flash loan nó là cái gì. Thì mọi người cũng đều biết đó, lending thì cho tiếng Việt nó gọi là cho vay. Cho vay thì hiện tại chúng ta đang có những cái cách cho vay như thế nào. Là đơn giản nhất là mọi người sẽ mang tiền của mình đi ra ngoài ngân hàng, là một cái gọi là centralized, nó gọi là một cái nơi tập trung, mình gọi là một bên thứ ba, mình gửi tiền của mình vào đó để làm gì ạ? Để kỳ vọng là mình sẽ nhận được một cái khoản lãi suất, đúng không ạ? Bây giờ hiện tại lãi suất của mình thì nó loanh quanh đâu khoảng 5% và nó sẽ được điều chỉnh bởi ngân hàng nhà nước. Thì cái việc mà chúng ta lending như vậy và borrowing, tức nghĩa là chúng ta đi đến ngân hàng, chúng ta thế chấp một cái gì đó, ví dụ như mọi người có cái sổ đỏ, mọi người đi thế chấp thì mọi người sẽ được vay một khoản tiền bằng với một cái tỷ lệ phần trăm gì đó với cái tài sản thế chấp của mọi người. Thì cái đó, tất cả những cái nghiệp vụ đó thì nó gọi là lending và borrowing. Thì cái người borrowing á là người đi vay,
họ sẽ mưu cầu là nhận lại được một khoản tiền dựa trên cái tài sản thế chấp của mình. Còn người đi cho vay thì sẽ là gửi cái tiền của mình vào cái nơi đó để lấy lại được lãi suất. Thì các cái hệ thống hiện tại đa phần nó đều là hệ thống về centralized, có nghĩa là chúng ta sẽ có một bên thứ ba giống như ngân hàng để làm cái việc đó. Thì cái ưu điểm và nhược điểm của nó là gì? Cái nhược điểm của nó là khi mà mọi người gửi tiền vào á, thì mọi người sẽ bị cái nơi thứ ba đó họ kiểm soát tiền của mọi người. Nếu một ngày nào đó mà cái ngân hàng nó bị phá sản thì coi như tiền của mọi người sẽ bay theo mấy ngàn bay và không biết ngày nào lấy lại được. Đấy. Và bên cạnh đó là mọi người phải tiết lộ cái danh tính của mình. À, bạn là ai? Bạn làm ở đâu? Sổ khẩu của các thứ và rất là phiền phức về những cái vấn đề đó. Và có một vài người thì họ rất là kỵ về việc phải cung cấp những cái thông tin đó. Thì đó là những cái nhược điểm của cái centralized mà hiện tại đang hiện hữu. Vậy thì cái DeFi có nghĩa là một cái nơi tài chính phi tập trung, thì nó sẽ sinh ra để giải quyết hai cái vấn đề rất là nổi cộm đó. Đó chính là chúng ta sẽ không cần phải có một bên thứ ba để chúng ta làm gì ạ? Để làm các cái nghiệp vụ đó, chúng ta cho vay để nhận lãi suất. Mà chúng ta chỉ cần làm gì ạ? Chúng ta chỉ cần thông qua smart contract ở trên cái nền tảng blockchain, chúng ta có thể cho vay và chúng ta có hoàn toàn có thể đi vay mà không có ai ở giữa hết. Và khi không có ai ở giữa thì chúng ta sẽ không phải tiết lộ danh tính của mình, cũng như mình chính là người giữ cái số tiền lại, giữ số tiền của mình lại. À, và mình sẽ không phải lo lắng là sẽ mất tiền này, lộ danh tính này. Và bên cạnh đó, thông qua cái smart contract này, nó sẽ không mang yếu tố con người ở trong này. Nó chỉ là những cái hợp đồng thông minh và các cái thuật toán để làm gì, để giải quyết các cái vấn đề về lãi suất cũng như là các cái nghiệp vụ. Thì nó sẽ có một cái độ tin cậy nó lớn hơn là so với cả một bên thứ ba nào đó giữ tiền của mình lại. Và bên cạnh đó, khi mà chúng ta landing ở trên cái decentralized gọi là DeFi á, thì chúng ta là tương tác peer to peer, tức là giữa con người với nhau thông qua smart contract. Thì cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có thể mở rộng một cách không giới hạn. Tại vì một cái ngân hàng không thể giải quyết được hết tất cả các lending và borrowing, vay và cho vay cho toàn thế giới được, mà phải có rất nhiều ngân hàng. Nhưng mà cùng với một cái nền tảng DeFi thôi, vẫn có thể đáp ứng được cho hàng trăm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ người nếu chúng ta có được những cái sự phát triển của nền tảng blockchain. Vậy thì bây giờ Quang sẽ chia sẻ với mọi người là vậy thì lending ở trên nền tảng DeFi bây giờ mình làm nó như thế nào và nó khác gì so với là ngân hàng. Thì đây là lending và borrowing ở trên nền tảng DeFi. Thì mọi người có thể thấy cái người màu xanh là người đi cho vay. Bây giờ Quang sẽ dành cái chữ gọi là cho vay đi cho mọi người dễ hiểu ha. Cái người mặc áo màu xanh này là người đi cho vay và người mặc áo cam là người đi vay. Thì thông thường ở giữa này nó sẽ là ngân hàng để giải quyết tất cả các nghiệp vụ đó. Nhưng bây giờ ở trên nền tảng DeFi chúng ta sẽ sử dụng một thứ nó gọi là money market. Và trong cái money market đó nó sẽ có cái gọi là cái smart contract. Thì chúng ta chỉ tương tác với nhau thông qua smart contract thôi. Cái người đi cho vay á, tức là mình đi gửi tiền, mình deposit, mình gửi tiền đi á, thì mình mong muốn làm gì ạ? Mong muốn nhận được một cái phần trăm lãi suất gì đó. Ví dụ như mọi người gửi tiền vào, mọi người muốn tôi sẽ muốn được 10% một năm, 12% một năm, cái chỗ nào mà gọi là kinh khủng thì có thể cho mọi người 15% một năm, ví dụ như vậy. Nhưng mà hiện tại các cái lãi suất ngân hàng thì nó khoảng 5% một năm thôi. Thì mọi người gửi vào, mọi người sẽ nhận được lãi suất, mong cầu nhận được lãi suất. Còn cái người đi vay á, họ sẽ mong cầu gì ạ? Họ sẽ mong cầu để nhận được một cái khoản tiền để họ giải quyết các cái vấn đề cá nhân. Vậy thì DeFi giải quyết các vấn đề này như thế nào? Bây giờ nha, cái việc là người cho vay họ sẽ gửi, bây giờ qua sẽ phân tách một xíu cái cơ chế chung của nó là người đi cho vay sẽ gửi cái đồng tiền của mình vào trong cái smart contract. Sau đó ngay lập tức họ hiện tại bây giờ Quang nói đơn giản là ở trên cái sàn Ethereum đi, tại vì bây giờ hiện tại Ethereum nó đang có các cái nghiệp vụ vay và cho vay bởi vì nó đã có smart contract. Thì khi mà mọi người gửi một cái đồng Ethereum vào trong cái Compound hoặc là Aave, đó là hai cái nền tảng nổi tiếng của lending và borrowing, thì khi mà mọi người gửi vào á thì mọi người sẽ nhận lại được một cái đồng
Khi mà mọi người gửi vào trong đây là ngay lập tức mọi người nhận lại được một cái đồng, đó là đồng C token đối với sàn Compound, hoặc là đồng A token đối với sàn Aave, và cộng với một cái lãi suất ở phía sau đó. Xíu nữa Quang sẽ đi sâu giúp cho mọi người để hiểu cái này sâu hơn. Còn đối với cái người cho vay, người đi vay thì họ sẽ phải thế chấp, họ phải thế chấp một cái đồng token nào đó mà sàn họ chấp nhận. Phải thế chấp một cái đồng token nào đó mà sàn họ chấp nhận. Ví dụ như họ thế chấp đồng Ethereum đi và họ nhận lại đồng DAI để sử dụng, thì cái khoản vay của mọi người nó sẽ không được quá 75% giá trị tài sản thế chấp. Có nghĩa là tại thời điểm mọi người đi vay, cái giá trị của đồng Ethereum của mọi người nó phải lớn, cái khoản vay của mọi người nó không được lớn hơn 75% so với cái giá trị của đồng Ethereum. Đó, đó là cái cách mà đi vay và cho vay thì nó sẽ hoạt động, cơ bản là nó như vậy. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi sâu một xíu là, ủa, tôi đang có cái đồng Ethereum, ví dụ như đồng Ethereum của tôi nó đang có giá trị là khoảng 100.000 đô đi, vậy thì mắc mới gì tôi phải mang cái đồng Ethereum của tôi quăng vào trong cái platform này để tôi lấy lại được có 75.000 đô thôi. 75% của 100.000 đô là có 75.000 đô thôi. Tôi lấy lại 75.000 đô về để làm cái gì, trong khi đó tôi đang có 100.000 đô cơ mà. Vậy thì con sẽ giải thích cho mọi người biết là tại sao chúng ta lại những cái người thị trường họ lại bỏ 100.000 đô ra để vay 75.000 đô. Thì đây, vậy thì đang có tiền vay chi? Thì ví dụ như anh chị đang cầm đồng Ethereum mà các anh chị đang nghĩ là tương lai cái đồng của mình cầm nó còn tăng giá nữa, bây giờ nó đang 3.000 mấy, nó sẽ lên 4.000 và tương lai nó sẽ lên 5.000, ví dụ như vậy. Quang biết ở đây cộng đồng của mình là đang quan tâm tới Cardano nhiều, nhưng mà có điều là tại vì Cardano, đồng ADA của mình hiện tại chưa có cái smart contract nên là nó chưa làm được các cái nghiệp vụ này, nhưng mà trong tương lai sẽ làm được. Nên là hiện tại đây Quang sẽ chỉ lấy ví dụ về Ethereum thôi cho mọi người dễ hiểu. Thì bây giờ mình đang có cái đồng Ethereum, mình nghĩ là trong tương lai nó sẽ lên khoảng 5.000 đô. Nên là, nhưng mà bây giờ mình đang kẹt tiền quá, mình đang kẹt tiền, mình không muốn bán, thì mình phải làm một cái khoản vay để làm gì ạ? Tại vì có nhiều khi anh chị đang thiếu tiền để thanh toán các cái hóa đơn của mình này, hoặc là có nợ nó đến hạn rồi. Hoặc là dùng đòn bẩy để sử dụng các cái đầu tư khác của mình, nhưng mà mình lại không muốn bán cái Ethereum của mình bởi vì mình biết tương lai nó sẽ tăng giá. Vậy thì đó là lý do tại sao mọi người lại đi thế chấp cái đồng Ethereum này của mọi người. Khi mọi người thế chấp thì mọi người khi mà mọi người thế chấp thì mọi người vẫn giữ được cái đồng Ethereum này và mọi người sẽ nhận được cái khoản tiền để giải quyết các cái vấn đề ngắn hạn của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta lại đi thế chấp cái số tiền. Lại bị mất mic rồi con. Đó là lý do tại sao mà mình lại thế chấp cái đồng Ethereum của mình để lấy lại được một cái khoản tiền để giải quyết các cái vấn đề ngắn hạn của mình, nhưng lại không muốn mất đi cái khoản đầu tư tương lai của mình. Đó là lý do. Vậy thì bây giờ Quang sẽ đi sâu vào trong hai cái cách là mọi người đi, khi mà mọi người đi lending, mọi người đi cho vay thì cái điều gì nó xảy ra ở phía bên dưới. Thì hôm nay Quang sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái điều này để mọi người biết là khi mà mình bỏ tiền vào trong một cái sàn, ví dụ như sau 12 tháng 9 này sẽ có rất rất nhiều những cái sàn DeFi, sàn vay và cho vay ở trên nền tảng DeFi của Cardano, thì các anh chị chúng ta sẽ mưu cầu bỏ tiền vào trong đó để chúng ta làm các cái nghiệp vụ này để sinh ra lãi suất hoặc là giải quyết các vấn đề cá nhân. Vậy thì hôm nay con sẽ giải thích để cho mọi người biết rõ là cái tiền của mình bỏ vào thì cái điều gì nó xảy ra ở phía bên dưới để mình an tâm hơn và mình biết là tôi đang làm cái điều gì với tiền của mình. Đúng không ạ? Thì ví dụ các anh chị bây giờ các anh chị đang có tiền đi, các anh chị đang có tiền và các anh chị muốn đi cho vay để nhận lãi suất. Mình gọi là mình muốn gọi là hold dài hạn mà. Thì mình bắt đầu cho sàn vay và mình sẽ nhận được lãi suất. Vậy thì bây giờ qua lấy ví dụ là mọi người đang có 10 Ethereum, mọi người quăng vào trong sàn Compound. Compound là một cái sàn hiện tại ở trên Ethereum rất là nổi tiếng về việc vay và cho vay. Thì các anh chị đưa 10 đồng Ethereum vào trong Compound thì ngay lập tức anh chị sẽ nhận được một cái đồng. Như Quang nói, đối với Compound là các anh chị sẽ nhận được đồng là C token, thì đối với cái Ethereum thì nó gọi là C Ethereum.
thì cái số lượng Ethereum này, C Ethereum các anh chị nhận được sẽ là bao nhiêu? Đó, để làm gì? Để khi mà các anh chị đổi cái C Ethereum này với sàn thì các anh chị lại nhận lại cái Ethereum của mình nhé. Mình chỉ đi cho vay thôi mà. Mình đâu có cho người ta xài luôn tiền của mình đâu. Vậy thì bây giờ cái C Ethereum nó tính như thế nào? Thì ở trong sàn này nó sẽ có một cái nó gọi là exchange rate, nó gọi là cái tỷ suất trao đổi, cái tỷ lệ trao đổi. Thì khi á mà một cái new market nó được sinh ra, ví dụ như cái compound hoặc là cái Ethereum nó được ra đời á, thì cái exchange rate của nó khoảng là 0.02 giữa là cái đồng C token và token. Ví dụ ở đây đó là C Ethereum và Ethereum, nó là khoảng 0.02. thì các anh chị lấy 10 Ethereum của mình này, các anh chị chia cho 0.02 thì các anh chị sẽ nhận được khoảng 500 C Ethereum. Nhưng mà do thời gian nó đi qua tới ngày hôm nay cũng rất là lâu rồi, nên là chúng ta không thể lấy được cái số của New Market này. Thì qua lấy một cái ví dụ khác, đó là khoảng 0.021. Thì nó sẽ lấy 10 chúng ta chia cho 0.021 thì nó khoảng được khoảng gần 476.19 C Ethereum. Thì với cái số tiền này, các anh chị chúng ta chỉ cần nhân với lại cái tỷ số này, các anh chị sẽ ra ngược lại được khoảng 10 Ethereum. Đó, thì các anh chị sẽ nhận được khoảng 476 đồng này. Rồi, vậy thì 476 đồng này thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta nhận được cái đồng này, và cái đồng này là cố định nha các anh chị, nó sẽ không thay đổi. Vậy thì mọi người mới đặt câu hỏi là ủa nó cố định, vậy thì lãi suất mà tôi nhận được thì nó sẽ ở đâu? À, nó sẽ nằm ở cái chỗ exchange rate này nè mọi người nè. Thì cái Ethereum này nè, cứ mỗi block nó sinh ra thì nó sẽ cộng thêm vào cái tỷ lệ trao đổi, tỷ lệ trao đổi này của anh chị vào trong này. Đó, bằng cách như thế này. Với mỗi một cái block như thế này, nó sẽ có một cái supply APY. Nó gọi là tỷ lệ trao đổi APY, nó gọi là annual percentage yields. Có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận hàng năm, tỷ suất lợi nhuận. Thì cái tỷ suất lợi nhuận này á, họ tính bằng cách nào? Đối với ngân hàng á, thì họ sẽ cân đối bằng các cái chính phủ, bằng nhà nước, các cái chính sách của nhà nước. Nhưng mà đối với cái smart contract và cái hệ thống blockchain á, thì nó sẽ phải được điều khiển một cách tự động. Chứ không có một ai được quyền can thiệp vào cái này. Vậy thì cái này nó được tính bằng cái gì? Nó sẽ được xác định bằng cái cơ chế gọi là supply và demand. Nếu mà mọi người có thời gian, mọi người có thể xem lại cái video của thầy Hùng có nói rõ về cái supply demand đó. Supply tức là cung cấp và demand tức là cái cán cân giữa cung và cầu, cán cân cung cầu. Ví dụ như khi mà mọi người cho vay nhiều quá, cho vay nhiều hơn cái lượng tiền mà cho vay nhiều hơn so với lượng tiền đi vay á, thì cái lãi suất mà cho vay nó sẽ thấp, mà cái lãi suất đi vay nó sẽ cứ cân đối như vậy, nó sẽ thay đổi. Vậy thì mỗi một cái này nó sẽ được tính trên một cái block của Ethereum. Thì đối với Ethereum thì nó sẽ sinh ra khoảng 4 block mỗi phút. Đó, 4 block mỗi phút. Thì ví dụ đi, quan giả dụ nha, một block này á thì nó sẽ tăng cho cái exchange rate của anh chị khoảng 0.02. Đó, một block. Thì cứ qua một block nó sẽ có một cái số khác nha. Số khác nha các anh chị. Nhưng mà trong cái ví dụ này Quang lấy cái số này là trung bình đi, cho nó dễ tính. Thì Quang bắt đầu Quang lấy cái số này, cái trọng số exchange rate này, Quang nhân cho 4, tức là 4 block mỗi phút, nhân cho 60 phút, nhân cho 24 giờ, nhân cho 30 ngày, thì nó ra khoảng 0.00003456. À, và chúng ta cộng với cái số ban đầu của chúng ta là 0.021 thì chúng ta sẽ được là khoảng là 0.02103456. À, chúng ta sẽ được khoảng cái số này. Sau khoảng một tháng chúng ta sẽ được cái số này. Vậy thì cái số này để làm gì? Nó nằm ở dưới này các anh chị. Chúng ta sẽ lấy cái số mới này, ví dụ sau một tháng thì nó sẽ không còn 0.021 nữa, mà nó sẽ là cái số mới hồi nãy mình vừa tính xong. Các anh chị sẽ lấy cái số đồng C Ethereum mà mình nhận được ở lúc đầu á, mình nhân với lại cái exchange rate đó, cái tỷ lệ trao đổi đó, thì nó sẽ ra gần được khoảng 10.0165 Ethereum. Thì tính ra nó được khoảng 0.16%, gần 0.16% một tháng. Đó, các anh chị sẽ thấy là cái đồng của anh chị nó sẽ không đổi nha. Các anh chị nhận được bao nhiêu ngay từ lúc mình gửi vào thì mình sẽ nhận được bấy nhiêu. Nhưng để tính lãi suất
thì smart contract họ sẽ tính theo các cái block của Ethereum để họ cộng vào, họ cộng theo từng block vào, thì nó sẽ ra một cái tỷ lệ trao đổi mới. Và khi các anh chị trao đổi này ngược lại, tức là các anh chị convert cái 7476 này sang Ethereum, thì sẽ ra được một lượng Ethereum mới mà nó lớn hơn lượng Ethereum cũ của mình. Thì đó là lãi suất. Là lãi suất cho vay á, nó sẽ được tính như vậy. Ok. Vậy thì đó là cái cho vay. Cái đằng sau, ẩn sau cái cho vay nó sẽ xảy ra như vậy. Và cái borrowing thì sao? Tức là mình đi vay thì họ sẽ làm nó như thế nào? Thì đầu tiên á, thì nó cũng đơn giản, cái cho vay, cái đi vay thì nó lại dễ hơn. Các anh chị có một cái đồng tiền, các anh chị gửi vào trong sàn, thì sàn á, nó sẽ coi đó là một cái tài sản thế chấp của anh chị. Các anh chị đưa cái tài sản thế chấp vào thì người ta sẽ khóa cái tài sản thế chấp này của anh chị lại, không cho anh chị sử dụng đâu được hết á. Và ngay lập tức họ sẽ sử dụng smart contract, họ chuyển biến cho anh chị thành một cái đồng mà các anh chị muốn lấy. Ví dụ các anh chị có Ethereum, các anh chị muốn lấy đồng USDT hay là USDC, hoặc là ở trong nền tảng Ethereum nó có một cái đồng nữa gọi là đồng DAI đi chẳng hạn, thì các anh chị sẽ nhận được ngay cái đồng DAI đó. Và cái giá trị của nó chỉ được khoảng 75% so với giá trị tài sản thế chấp thôi. Đó. Và nhưng mà nó có một cái điều á, đó là các anh chị phải để ý. Đương nhiên là các anh chị vẫn sẽ phải trả lãi suất cho vay rồi. Nhưng mà có một cái điều á, đó là các anh chị phải để ý là lỡ may nha, cái này á, cái tài sản thế chấp của mình là đồng Ethereum thì nó là biến động giá. Nên là lỡ may một cái ngày đẹp trời nào đó Ethereum nó xuống còn có 2.000 thôi, bây giờ nó đang 3.000, các anh chị cho vay vào, họ tính ra một cái lãi vay cho anh chị khoảng được 2.000, ví dụ vậy. Các anh chị vay được khoảng 2.000 thì á, khi mà nó xuống, cái đồng Ethereum này nó xuống, giá của nó xuống còn có 2.000 thôi, thì cái khoản vay của anh chị nó sẽ lớn hơn 75% giá trị tài sản thế chấp. Nó dẫn đến việc là các anh chị sẽ bị thanh lý hợp đồng. Đó, nên là lưu ý các anh chị nếu sau này có sử dụng cái nghiệp vụ đi vay này, các anh chị phải để ý là cái đồng tài sản thế chấp của mình á, nếu mà nó biến động giá quá lớn thì nó sẽ dễ dẫn đến cái việc gọi là thanh lý hợp đồng. Và khi thanh lý hợp đồng á, thì cái đồng này của anh chị nó sẽ bị khóa và sàn nó sẽ đưa đi đấu giá, và các anh chị phải sử dụng một cái khoản tiền cũng khá là lớn đấy để mua lại cái khoản thanh lý này của mình. Đó, chúng ta sẽ bị thanh lý và chịu một cái khoản phí thanh lý cũng khá là cao, nên các anh chị để ý cái này khi đi cho vay. Vậy thì để cho nó an toàn hơn á, thì các anh chị có thể đi cho vay những cái đồng mà nó có biến động thấp thôi. Đó, để nếu mà các anh chị lo lắng về cái việc nó bị biến động giá. Nhưng mà nếu mà các anh chị định được là tương lai nó sẽ tăng giá thì cứ vay tẹt gà cho qua. Không, cái này đùa thôi nhá. Không có vay thì ra để cho tương lai thì không ai biết được trước đâu. Đấy. Rồi, vậy thì có một cái những cái tip nào để cho mọi người khi mà sử dụng cái borrowing này. Quang và đội ngũ thì có phân tích được là thông qua cái việc mà mọi người đi vay này nè. Mọi người có một cái kiểu đầu tư này cũng khá là hay, đó chính là ví dụ như thôi Quang lấy đồng ADA đi cho nó gần gũi với mọi người, bởi vì đây cộng đồng của mình cũng quan tâm ADA nhiều. Ví dụ như sau này là sàn lending và borrowing ở trên Cardano phát triển, thì các anh chị bắt đầu muốn là mình đang có khoảng 10.000 ADA mà mình không có muốn bán cái ADA này, nhưng mà mình cũng không có tiền để mua thêm, bởi vì ADA nó đang tăng giá quá. Mình nghĩ là tương lai mình đoán là chuẩn bị 12 tháng 9 này. Chuẩn bị sau này 12 tháng 9 mới có smart contract. Vậy thì sau này có những cái tin tốt của ADA sắp ra này, mình nghĩ là ADA sắp lên giá. Vậy thì mình bây giờ mình lại muốn tăng cái số lượng ADA của mình lên mà mình lại không có tiền. Mình chỉ có đúng 10.000 đó thôi, bán cũng không được. Giờ làm sao? Mọi người bắt đầu lấy 10.000 ADA của mọi người đưa vào trong sàn. Thế chấp cái đó. Ấy, 10.000 ADA thì cho giá ADA là khoảng 5 đô đi, thì mọi người sẽ có được khoảng 50.000 đô. Mọi người thế chấp vậy. Mọi người vay khoảng 25.000 đô thôi, nó vẫn dưới 75% mà. Mọi người vay khoảng 25.000 đô. Thì mọi người lại lấy được cái 25.000 đô đó ra, mọi người mua thêm ADA.
Thì lúc này mọi người sẽ mua được đâu khoảng thêm 5.000 ADA nữa. Đó, 5.000 ADA nữa. Thì khi mà các anh chị chúng ta đợi, khi mà ADA nó lên giá khoảng 10 đô đi, thì các anh chị lấy cái đống ADA này nè, ADA mới mua này, mọi người bán đi, mọi người trả lại cho sàn. Đó là lúc đó chúng ta lại có được 15.000 ADA để chúng ta bán, và chúng ta có dư thêm một khúc. Đấy, dư thêm một khúc và thêm một một đống ADA nữa, hoặc thêm một mớ tiền nữa, tùy các anh chị sử dụng thôi. Đó, thì đó là một cái cách mà nó khác so với cái margin của sàn hay là những cái kia, là nó sẽ không bị stop loss. Nhưng mà nó không bị stop loss, nhưng mà nó sẽ bị gọi là thanh lý hợp đồng. Nếu mà nó thanh, nhưng mà nếu mà mọi người không để ý nó xuống giá quá, nhưng mà Quang nghĩ là nó sẽ không xuống quá 25% đâu. Ví dụ vậy, mọi người định đoán được như vậy, nó có một cái khoản như vậy, thì mọi người tạo một cái khoản vay như vậy, thì Quang thấy nó sẽ an toàn hơn so với là margin. Nhưng mà đương nhiên rồi, làm cái gì, làm đã vào đầu tư hay đầu cơ thì mọi người cũng đều phải có cái rủi ro hết. Muốn được lời nhiều thì rủi ro sẽ cao. Đó. Còn không thì mọi người cứ ôm nguyên 10.000 ADA cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà đây là một cái cách mà mọi người có thể tiếp cận, nó cách tiếp cận nó mới hơn. Đấy. Rồi, đó là về lending và borrowing. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần nó khá là nóng, đó là flash loan. Đây là một cái ứng dụng nó khá là thú vị. Bởi vì mọi người thấy ở trên là chúng ta khi chúng ta đi vay á, là chúng ta phải tốn một cái tài sản thế chấp, đúng không ạ? Chúng ta phải có tài sản thế chấp để chúng ta thế chấp vào. Nhưng cái flash loan này các anh chị sẽ được vay một khoản tiền vô cùng lớn mà gọi là không giới hạn luôn, mà lại không mất một cái tài sản thế chấp nào. Nghe tới đây mọi người bắt đầu thấy hào hứng rồi. Ui, vay được tiền lớn mà cũng không thế chấp nữa thì làm như thế nào? Thì con sẽ chia sẻ cho mọi người biết ha. Đây, chúng ta về quay về một cái để trước khi mà chúng ta đến với lại cái cách vận hành của nó, thì chúng ta sẽ quay ngược lại một cái người ta gọi là một cái kiến thức cơ bản của một cái giao thức, một cái transaction, tức là một cái transaction, dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ, là trao đổi tiền tệ đi cho nó dễ, thì nó sẽ thực hiện như thế nào. Ví dụ như Alice có cái ID là số 1. Trong tài khoản của Alice là nó có khoảng 1.000 đô. Và ID của Bob là ID số 2. Và trong tài khoản của ID của Bob nó là khoảng 500 đô. Thì Alice một ngày đẹp trời muốn gửi cho Bob 500 đô. Ấy, để cho gọi là cho tặng tiền sinh nhật đi chẳng hạn. Ấy, tặng 500 đô cho nó sang. Tặng 500 đô cho Bob. Thì Alice sẽ phải chuyển 500 đô cho Bob. Thì cái cách vận hành của Ethereum, tức là accounting á, tức là họ sẽ sử dụng gọi là update account balance, có nghĩa là chúng ta sẽ cập nhật cái trạng thái tài khoản bằng cách là chúng ta sẽ trừ 500 đô của Alice và chúng ta sẽ cộng 500 đô vào trong cái tài khoản của Bob. ID 1 chúng ta sẽ cộng 500 đô, ID trừ 500 đô, ID 2 chúng ta sẽ cộng 500 đô. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu mọi thứ suôn sẻ. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là Alice này lại nhấn lộn là gửi 500 đô cho Bob nhưng mà lại ID là 2.5. Và ở trong hệ thống thì nó lại không có cái ID 2.5. Nhưng mà khi mà Alice đã bấm cái nút gửi đi thì Alice lại bị trừ 500 đô. Mà không có một cái tài khoản nào nó được cộng 500 đô hết. Thì cái này gọi là transaction nó không thành công. Đúng không mọi người? Làm gì có cái chuyện mà mình gửi 500 đô, cái thằng nhận thì không nhận được, mà mình thì mất 500 đô. Thì cái điều đó là không thể chấp nhận được. Thì người ta mới đưa ra một cái, nó gọi là begin và commit. Có nghĩa là khi mà cái trạng thái 1 là trừ xong. Đấy, trừ trạng thái 1 là trừ tài khoản của Alice xong. Mà trạng thái 2 là ở cái ID 2 nó chưa nhận được 500 đô. Thì coi như đó là một cái trạng thái không bền và giao dịch không thành công. Nó chỉ được thực hiện khi cả hai nó đều được thành công thôi. Thì lợi dụng cái này, người ta mới tạo ra một cái khái niệm nó gọi là flash loan. Có nghĩa là nếu mà các anh chị đi vay là sàn sẽ gửi cho anh chị một cái số tiền đó, một cái số tiền nào đó, sàn gửi cho anh chị một số tiền, mà trong một cái block giao dịch của
Ethereum là khoảng 15 giây mà các anh chị hoàn trả lại ngay số tiền đó thì coi như không có gì xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì Ethereum họ khi mà các trong cái block nó xảy ra thì khi mà người ta đóng block để sang cái block tiếp theo thì tất cả các thông tin nó mới được lưu lại. Còn tất cả những cái sự việc nó nhảy ra trong 15 giây ở trong đó, nếu các anh chị có thể hoàn toàn làm rất rất nhiều thứ ở trong đó. Ví dụ các anh chị cầm tiền. Đây, ví dụ các anh chị vay được một cái khoản trong 15 giây nhá. Các anh chị vay được một cái khoản các anh chị thế chấp Ethereum vào Compound, các anh chị nhận lại được DAI, rồi anh chị lấy DAI đi qua sàn Curve, các anh chị swap sang đồng USDC, sau đó các anh chị lấy đồng USDC đưa vào qua Uniswap, các anh chị swap nó sang đồng DAI, và rồi các anh chị lấy đồng DAI các anh chị trả lại cho Compound, và rồi cuối cùng các anh chị lấy lại Ethereum. Tất cả những điều đó nếu mọi người sử dụng bot thì mọi người hoàn toàn có thể làm được rất rất nhiều những cái giao dịch như thế này trong một block. Đó, vậy thì lợi dụng cái này á, lợi dụng cái mà cái trạng thái mà hồi nãy Quang giới thiệu cho mọi người á, thì người ta mới cung cấp một cái khoản vay cho mọi người, là người ta gọi là flash loan, người ta cho mọi người sử dụng, nhưng mà trong cái trước khi đóng cái block đó mọi người phải trả lại tiền cho người ta cộng với một cái phần gọi là lãi suất của sàn đó. Đó là mọi người sẽ chẳng có gì xảy ra cả, mà sau khi mà mọi người làm một mớ đó mọi người sẽ thu lại được lợi bằng cách như thế nào. Đây, khi mà mọi người làm cái flash loan đó, mọi người sẽ có ba lợi ích. Một là mọi người có thể ăn chênh lệch giá, cái thứ hai mọi người có thể chuyển đổi thế chấp, và cái thứ ba mọi người có thể tự tạo thanh khoản bằng cách như thế nào. Tôi sẽ đi sâu cho mọi người ha. Đây, ví dụ một ngày đẹp trời mọi người thấy ở trên cái sàn Curve này một DAI nó đổi được một USDC, nhưng mà tự nhiên chúng ta mở sang cái sàn Uniswap, qua cái thằng Uniswap chúng ta thấy 0.99 DAI thì nó lại bằng một USDC. Mọi người thấy nó có cái chênh lệch tỷ giá ở đây nè, mọi người nghĩ là làm sao để mình có thể ăn được cái chênh lệch tỷ giá đây, thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái flash loan bằng cách chúng ta sẽ vay 100.000 DAI của AVE. AVE là một cái thằng nổi tiếng về lending và borrowing ở trên Ethereum á. Đấy, thì mọi người vay 100.000 DAI, tại vì như Quang nói hồi nãy là chúng ta không thế chấp nên là chúng ta có thể vay được bất kỳ cái khoản tiền nào mà chúng ta muốn, nếu sàn nó đủ để nó cung ứng cho mọi người. Đấy, thì mọi người vay khoảng 100.000 DAI, khoảng 100.000 đô đấy. Mọi người vay của AVE. Sau đó mọi người lấy cái 100.000 DAI đó, mọi người swap sang USDC ở trên Uniswap với cái tỷ lệ là 0.99 DAI bằng 1 USDC, thì với 100.000 DAI mọi người sẽ đổi được khoảng 10 đồng USDC. Rồi, bây giờ chúng ta quăng qua sàn Curve, chúng ta đổi 101.010 đồng USDC, chúng ta đổi sang với tỷ lệ 1:1 thì chúng ta sẽ đổi được 101.010 đồng DAI. Rồi, với cái lãi suất của thằng AV là khoảng 0.09%, chúng ta sẽ phải trả cho nó là 100.900 đồng DAI trả lại nó, cộng với lãi suất này, mọi người vay 100.000, mọi người trả lại 109.000 cho AV này. Đó, là coi như xong, không có gì xảy ra hết, và tất cả cái này nó xảy ra trong một block. Vậy thì rồi cuối cùng mọi người sẽ dư được khoảng 110 đồng DAI, và mọi người sẽ đặt câu hỏi: ủa, bây giờ tôi lấy luôn, tôi không trả cho nó luôn thì có được không? Thì khi mà mọi người thực hiện tất cả các cái giao dịch này xong, mà mọi người cái bước cuối mọi người không trả cho thằng AVE này được 100.900 đồng á, thì nó coi như tất cả các cái giao dịch này nó không xảy ra, nó revert lại ngược hết. Và đương nhiên mỗi giao dịch này mọi người sẽ phải trả phí gas của Ethereum á. Đấy, thì đương nhiên rồi, nếu mà mọi người làm mà mọi người không trả được về cho nó thì mọi người sẽ tốn phí gas, tốn phí giao dịch. Đó, và rồi cũng chẳng có gì xảy ra hết nếu nó không thành công. Còn nếu thành công chúng ta sẽ dư được khoảng 110 đồng DAI. Đó là cách người ta tận dụng flash loan để ăn chênh lệch giá. Rồi. Tiếp theo là đổi tài sản thế chấp là như thế nào? Ví dụ như Quang hồi nãy có nói với mọi người á, là khi mà mọi người đi vay á, là mọi người phải thế chấp một cái đồng nào đó cho cái sàn thì mọi người mới lấy lại được cái khoản vay của mình, mới lấy được một cái khoản vay. Thì bây giờ lỡ một ngày mọi người đi gọi là mọi người có đồng Ethereum, mọi người cho sàn Compound vay
cho sàn cầm, mọi người cho sàn Compound vay và không, mọi người đi đi thế chấp ở trong sàn Compound, mọi người lấy lại được đồng DAI. Nhưng mà bỗng nhiên mọi người thấy bây giờ mình cần cái Ethereum này quá, mình muốn rút ra để mình xài công việc của mình, nhưng mà mọi người lại không có đồng DAI để trả cho người ta, không có đồng DAI cho trả cho Compound, thì làm sao mà rút ra được cái đồng Ethereum, đúng không nào? Mọi người phải trả tiền cho sàn thì nó mới trả ngược lại Ethereum chứ. Nhưng mà bây giờ mình lại không có cái đồng DAI này, thì mình lại sử dụng cái flash loan để mình chuyển đổi cái tài sản thế chấp. Tại vì khi mà mọi người thế chấp tài sản á, là cái đồng của mọi người sẽ bị khóa, mọi người không làm được gì hết á. Vậy thì bây giờ mình phải chuyển đổi cái thằng Ethereum này sang thằng BAT đi chẳng hạn. À, một cái đồng khác mà mình đang có ở trong ví ấy, hoặc là thậm chí không có trong ví mình vẫn chuyển được nha anh chị. Đấy, thì cái đồng BAT này làm sao để chuyển từ Ethereum sang BAT? Bây giờ các anh chị vào trên Aave, các anh chị vay một cái lượng DAI bằng với cái lượng mà mình đi vay này nè, ở trên thằng Compound á, vay một cái lượng Aave trên Aave, sau đó mình lấy cái lượng DAI này mình trả cho thằng Compound, trả cho nó để làm gì? Để nó nhả cái tài sản thế chấp của mình ra. À, khi nó nhả tài sản thế chấp của mình ra là mình sẽ lấy được vào đồng Ethereum. Sau đó chúng ta lấy cái đồng Ethereum này của mình á, mình đi lên sàn Uniswap, mình swap sang đồng BAT. Swap sang đồng BAT. Thì khi mà mình làm tới cái bước này rồi á, là cái khoản nợ của mình ở đây nó được giải phóng ra nè. Thì bây giờ mình phải lấy cái đồng BAT này, mình đi thế chấp lại vào trong Compound để mình lấy lại gì ạ? Lấy lại đồng DAI. Để làm gì mọi người? Đương nhiên rồi, vay là phải trả chứ, lấy lại đồng DAI mà trả cho thằng AV. Thì ngay cái lúc mà mình thế chấp thằng BAT này vào trong Compound để vay lại DAI á, thì mình đã biến cái khoản vay của mình từ Ethereum sang BAT. Và cái điểm đầu và điểm cuối nó vẫn là như vậy, vay và trả. Và đương nhiên cái này anh chị cũng sẽ không làm bằng tay được đâu, mà chúng ta phải dùng bot. Đấy. Tiếp theo, tự tạo thanh khoản. Thì cái trường hợp này là như thế nào? Ví dụ nha, qua hồi nãy Quang nói là một cái rủi ro lớn khi mà mọi người đi vay á, đó là cái tài sản thế chấp của mọi người. Đó là cái tài sản thế chấp của mọi người nó bị sụt giá. Và khi á, mà nó sụt giá, cái tài sản thế chấp của mọi người nó bị sụt giá thì nó dẫn đến cái việc gọi là cái khoản vay của mọi người nó lớn hơn 75% so với giá trị tài sản thế chấp. Thì dẫn đến việc là nó sẽ bị rất dễ bị thanh khoản, nó bị dễ bị thanh lý hợp đồng. Thì bây giờ các anh chị không muốn, trời ơi, tôi không muốn cái việc đi trả cái phí thanh lý hợp đồng này nó cao lắm, nó tốn nhiều tiền quá. Nhưng mà trong khi đó, cái đồng Ethereum thì nó đang xuống giá, mà mình lại không có cái đồng DAI để trả. Mình lại không có cái đồng DAI để mình trả cho Compound, và mình cũng không có thêm cái đồng Ethereum, mình không, trong ví mình không còn Ethereum nữa để mình gọi là bỏ thêm vô sàn để tăng cái tài sản thế chấp của mình lên, để cho cái khoản vay của mình nó chỉ dưới 75% thôi, không có đồng DAI để trả, cũng chẳng có thêm Ethereum, thì coi như là sắp bị xử lý rồi. Bây giờ nó sẽ sử dụng flash loan để giúp cho các anh chị thoát khỏi cái tình cảnh này bằng cách chúng ta vào Aave, chúng ta vay đồng DAI bằng với cái lượng ở trên này này, sau đó chúng ta đi vào Compound, chúng ta giải quyết cái món nợ đó, trả cho Compound cái đồng DAI và chúng ta sẽ nhận lại được Ethereum. Sau đó chúng ta lấy Ethereum, chúng ta qua Uniswap, chúng ta swap sang đồng DAI để làm gì? Để trả cho thằng Aave. Đấy, nhớ đầu tiên vay thì cái điểm đầu là vay, thì điểm kết thúc phải là trả. Và khi mà các anh chị trả xong thì các anh chị sẽ lấy lại được về cái đồng Ethereum của mình. Nhưng mà đương nhiên á, thì chúng ta sẽ bị mất một khoản, đó là cái khoản mà chúng ta đã vay. Vay thì các anh chị cũng phải trả chứ, đúng không nào? Đấy. Rồi, tiếp theo là vậy thì wow, mình thấy bắt đầu là có quá nhiều những cái lợi ích khi mà mình sử dụng cái flash loan này. Không cần thế chấp, vay được một đống tiền, ăn được chênh lệch này, rồi trao đổi tất cả những cái thứ kia, quá nhiều lợi ích. Nhưng mà bên cạnh lợi ích đó, mọi người cũng phải để ý cái vấn đề sau đây. Một đó là về cái network fees, có nghĩa là khi mà các anh chị tạo rất nhiều giao dịch như vậy á, thì cái vấn đề của anh chị là các anh chị sẽ phải trả phí giao dịch. Và đối với Ethereum thì trả phí gas cũng khá khá đấy.
nên là các anh chị phải kiểm soát được cái phí giao dịch đó để nó không vượt quá cái budget, cái ngân sách của mình đó. Và để cái đó, thứ hai là về trượt giá. Ở như con nói là vấn đề trượt giá là vấn đề gọi là đau đầu của tất cả mọi người. Và cái thứ ba đó là front running. Nó có nghĩa là gì ạ? Nó có một cái vấn đề là khi mà trong cái 15 giây trước khi mà Ethereum nó đóng block á, thì trong cái khoảng thời gian đó mà mọi người đặt lệnh để chạy cái flash loan á, thì chính người khác cũng sẽ, chính những cái người vận hành các cái pool của Ethereum á, họ sẽ thấy được cái giao dịch này của anh chị và họ kê cái phí gas lên. Bởi vì Ethereum nó có một cái rất là buồn cười, đó là khi mà các anh chị bỏ tiền cao hơn, trả phí gas cao hơn, thì cái lệnh của các anh chị sẽ chạy trước. Và khi mà các anh chị chạy trước như vậy thì cái người sau sẽ không còn cái cơ hội đó nữa, và chúng ta sẽ bị mất cơ hội đó. Nên là rất dễ bị cái front running này. Và cái này nó cũng là một cái nó rất là nhiều thứ ở trong đó mà hôm nay chắc Quang sẽ không đủ thời gian để chia sẻ cho mọi người đâu. Vậy thì cái flash loan mọi người sẽ thấy á, là nó có quá nhiều lợi ích. Chúng ta có thể vay được cái số tiền lớn và mà không phải có tài sản thế chấp gì, thì đó là một cái lỗ hổng ở trên nếu mà các các cái hệ thống blockchain á mà có cái lỗ hổng á về cái smart contract, hoặc có những cái vấn đề trong cái quá trình vận hành á, thì những cái người hacker họ có thể vận dụng cái đó để họ vay được một cái khoản tiền rất lớn mà cái điểm cuối họ không cần trả, thì coi như là họ lợi dụng được cái đống tiền đó. Và cái đống tiền đó chính là tiền của những cái người mà họ cho cái sàn AV vay. Họ deposit á, họ gửi tiền vào trong cái sàn AV á để cho vận hành những cái flash loan đó, và đương nhiên họ cũng sẽ nhận được lãi suất. Nhưng mà khi mà mất tiền á thì đương nhiên rồi, khi mà mọi người mất tiền thì rất khó để lấy lại được tiền của mình. Nên là cái quan trọng vẫn là các cái sàn uy tín và các cái vấn đề mà mình phải xem xét kỹ. Vậy thì Cardano thì có thể chạy được cái flash loan này không? Theo như mình nghiên cứu á thì là không chạy được. Bởi vì ở trên Cardano á thì họ sử dụng cái phương thức gọi là EUTXO, chứ không phải là cái phương pháp accounting là sử dụng cái người ta gọi là cái balance state, tức là cái trạng thái của cái tài khoản. Thì qua không biết là sau này Cardano có thể triển khai cái flash loan này hay không, biết đâu lại có những cái công nghệ mới thì sao, đúng không? Chúng ta cũng sẽ không biết điều đó, nhưng mà chúng ta có thể thấy lợi ích cũng khá là lớn của flash loan mà chúng ta có thể sử dụng để ăn chênh lệch giá, chuyển đổi thế chấp, cũng như là để giải quyết các chuyển đổi thế chấp, cũng như là để thanh lý hợp đồng. Đó là những cái chia sẻ của Quang về các cái cơ chế vận hành của lending nó như thế nào, borrowing nó ra làm sao, và flash loan nó vận hành như thế nào, để mọi người hiểu là khi mà mình đọc tin thấy nó flash loan attack, mình biết nó là cái gì, để sau này lỡ mà mình có làm thì mình cũng tránh được, hoặc mình có thể tận dụng nó để nâng cái tăng cái tài sản của mình lên. Và xin cảm ơn tất cả mọi người phần chia sẻ của Quang đến đây thôi. Và tiếp theo Quang xin giới thiệu đó là anh Giang sẽ chia sẻ với mọi người về một cái impairment loss. Và mời anh Giang ạ. Anh Giang ơi. Ôi, hình như Quang nói nhiều quá. Anh Giang ngủ mất tiêu rồi. Dạ rồi, anh Giang, mời anh Giang. Cảm ơn Quang. Dạ. Vâng, anh chị em có nghe thấy em nói không ạ? Nếu anh chị nghe thấy em nói thì comment số 2 giúp em ạ. Nghe thấy. Rồi, em xin phép chia sẻ màn hình. Ok, cảm ơn anh chị. Vừa rồi là bài chia sẻ rất hay của anh Chí và anh Quang. Tiếp theo thì em sẽ chia sẻ thêm một phần nữa trong lĩnh vực DeFi, nó là
cái impermanent loss. Vâng, em đại diện là ok. Vậy nội dung hôm nay em sẽ trình bày là gồm những gì? Mà một là định nghĩa impermanent loss là gì, viết tắt là IL. Hai là bạn bị impermanent loss như thế nào và vì sao. Thứ ba nữa là làm thế nào để tránh cái việc này. Ok, anh chị vừa rồi đã nghe bạn Quang chia sẻ rất là hay, là khi anh chị có crypto hay là token trong tay và anh chị muốn tăng thêm cái lợi nhuận thì anh chị sẽ cho vào pool thanh khoản, đúng không ạ? Thì khi mà anh chị cho pool thanh khoản thì những token và crypto của anh chị sẽ bị khóa lại và anh chị sẽ được hưởng những cái lợi nhuận, những cái lãi suất từ trong đó. Tuy nhiên là nó có tuyệt vời như thế không? Nó có cái rủi ro gì tiềm ẩn trong đó không? Thì em sẽ định nghĩa qua là impermanent loss, hay được gọi là tổn thất tạm thời. Ở ngoài kia thì người ta còn gọi rất nhiều cái tên khác như là tổn thất vô thường, tổn thất không thường xuyên. Mà tóm lại thì là cái tổn thất tạm thời nó sẽ là chuẩn nhất. Đối với cá nhân em là như vậy. Định nghĩa nó sẽ là hiện tượng tổng giá trị token hay là currency của anh chị sẽ bị giảm đi khi mà anh chị cung cấp thanh khoản và cấp pool thanh khoản so với việc là anh chị nắm giữ, tức là hold những cái token currency đó. Thì nói đến đây thì mọi người sẽ bảo thằng này tào lao, tao đã chia, tao đã khóa cái token để currency lại thì tao sẽ bị những cái rủi ro mà tự nhiên mình lại còn bị giảm đi cái giá trị nữa. Tại sao lại như thế? Thì em sẽ trình bày cho anh chị tại sao và như thế nào mà anh chị lại bị mất tiền, cảm giác nó bị mất tiền khi anh chị gửi vào trong những cái pool thanh khoản đó. Đầu tiên này, nhà đầu tư sẽ nắm trong tay một lượng crypto và tokens nhất định, hay gọi là currency, và họ tìm những cái kênh để đầu tư để gia tăng lợi nhuận cho mình, để tối ưu cái lợi nhuận của mình. Họ tìm đến những cái pool thanh khoản này, và những cái pool thanh khoản này thì họ bảo các ông lại đây nhá, các ông gửi những cái crypto và token vào đây và tôi sẽ chia lợi nhuận cho các ông, hoặc là tôi sẽ cho các ông những cái token loại khác, những loại mà chưa được cung cấp ra thị trường, và những token mà nó có cái hứa hẹn về lâu dài là sẽ tăng giá, hoặc là những cái lợi ích khác. Ok, sau khi anh chị đánh giá cái pool thanh khoản này xong, anh chị cảm thấy nó ok, nó rất là tuyệt vời, và anh chị sẽ đem cái crypto và token của mình lock vào trong cái pool thanh khoản này. Đó. Sau khi anh chị mà lock vào rồi thì anh chị sẽ trở thành là liquidity provider, tức là người cung cấp thanh khoản cho pool, và anh chị sẽ hưởng cái lợi nhuận trong pool đó. Rồi chúng ta cùng xem xét một cái ví dụ nhé. Đầu tiên này, có pool thanh khoản này, sau đó thì anh chị cung cấp thanh khoản cho pool này, và trong cái đồng coin anh chị cung cấp thanh khoản vào trong pool ấy, thì nó sẽ có hai cái token, token A và token B. Token A thì nó có giá gọi là PA, token B thì có giá là PB. Token A có số lượng là QA, token B thì có số lượng QB. Anh chị nhìn này có sẽ rất là dễ hình dung, đúng không ạ? Thì bất kỳ một cái pool thanh khoản nào nó cũng đều có cái điều kiện để anh chị phải thỏa mãn cái điều kiện đấy. Khi anh chị khóa cái đồng, tức là cung cấp thanh khoản cho pool, là anh chị phải thỏa mãn cái điều kiện của pool. Thì một trong những điều kiện đó chính là tùy từng pool nhé. Em lấy ví dụ như là pool này đi, nó có cái tổng giá trị, nó yêu cầu đưa ra là tổng giá trị token A phải bằng tổng giá trị token B. Tức là sao? Tổng giá trị sẽ bằng là giá nhân với số lượng thì sẽ ra là cái giá trị của token A, như là PA nhân QA bằng PB nhân QB. Tức là lúc nào trong pool này PA nhân QA phải bằng PB nhân QB. Tiếp theo một cái điều kiện nữa, đó là cái số lượng của token A nhân với số lượng của token B lúc nào cũng phải là một hằng số K, không được thay đổi. Tức là nó QA nhân QB bằng K. Mình sẽ có hai cái phương trình này, PA nhân QA bằng PB nhân QB, và phương trình nữa là QA nhân QB bằng K. Sau đó thì mình dùng một số thao tác đơn giản thôi, mình sẽ tính ra được là cái QA nó sẽ bằng căn bậc 2 của K nhân PB chia cho PA. Còn QB thì sẽ bằng là K căn bậc 2 của K nhân PA chia PB. Cái này rất là đơn giản thôi. Tiếp theo, bây giờ để cho dễ hiểu hơn này,
thì mình sẽ lấy con số đi, QA, PA thì nó khó tưởng tượng. Bây giờ là giá tại thời điểm anh chị cung cấp thanh khoản đấy. Tại thời điểm anh chị cung cấp thanh khoản thì cái giá của token A nó đang là 500, giá của token B nó là 1. Em không nói là 1 đô nhé, bởi vì là em cứ tính chung chung đấy. Nó gọi là 500 đơn vị là 1 đơn vị. Ok, và số lượng là token A sẽ là 20, số lượng token B sẽ là 10.000. Thì nó sẽ đảm bảo là cái PA nhân với QA sẽ bằng là 500 nhân 20 và bằng 10.000. PB nhân QB 1 nhân 10.000 sẽ bằng 10.000, thỏa mãn rồi. Và hằng số K ở đây sẽ là 20 nhân 20 với 10.000 sẽ là 200.000. Ok, vậy là tổng anh chị sẽ cung cấp thanh khoản cho pool sẽ là 220.000 đơn vị. 20.000 đơn vị đúng không ạ? Rồi, bây giờ em giả sử cái trường hợp thứ nhất, đó là token A tăng giá so với token B. Token A tăng lên 800. Token B thì em lấy quy định là 1. Thì lúc này cái smart contract ấy, tức là cái pool ấy, nó sẽ tự vận hành, nó sẽ vận hành mua bán gì đó. Để sao cho nó thể thỏa mãn là QA nhân PA bằng QB nhân PB và QA nhân QB bằng K, và nó sẽ ra cái số lượng này. Tức là khi giá của token A tăng lên 800, sau một hồi mua bán thì trong pool số lượng token A của anh chị chỉ còn 15,81 token, nhưng số lượng token B sẽ tăng lên là 12.649 token. Vậy thành tiền nhân lên, tức là lấy 800 nhân 15 nhân 15,81 thì sẽ ra 12.649 đơn vị. Tức là tổng bây giờ là anh chị đang có là 25.298 đơn vị đúng không ạ? Tức là anh chị đang lời ra được 5.298. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cực kỳ tuyệt vời. Vâng, từ từ đã. Thế bây giờ giả sử như là anh chị không cung cấp thanh khoản cho pool đi thì sao? Nếu mà anh chị nắm giữ trong tay không làm gì cả, ngồi im, không cung cấp thanh khoản cho pool thì sao? Lúc này giá của token A là 800 đúng không ạ? Số lượng ban đầu anh chị là 20 và 10.000. Vậy thành tiền sẽ là token A sẽ thành tiền là 16.000, token B là 10.000. Tổng anh chị có lúc này là bao nhiêu ạ? 26.000. Tức là sao anh chị đang bị mất tiền, tức là cái giá trị tài sản cuối cùng của anh chị khi anh chị mà cung cấp pool thanh khoản này thì anh chị chỉ có 25.298 đô, 298 đơn vị thôi. Nhưng khi mà anh chị mà giữ không làm gì cả, anh chị có đến 26.000 cơ. Vậy là bị bay mất 702 đô, 702 đơn vị. Ok, tiếp theo. Bây vừa rồi là trường hợp là tăng giá rồi. Bây giờ đến trường hợp là giảm giá đi. Đây, cái thời điểm thanh khoản nó vẫn thế nhá. Giá tại thời điểm thanh khoản cung cấp này. Giảm giá. Về token A bị giảm xuống còn 200. Và sau một hồi mua bán do để thỏa mãn hai phương thức kia của pool thì số lượng token A sẽ tăng lên là 31,62 token. Và token B nó sẽ giảm xuống là còn 6.325 token thôi. Vậy thành tiền thì lúc này là thành tiền là 6.325 đơn vị cho mỗi token. Và tổng lúc này anh chị chỉ còn là 12.650 đơn vị thôi. Đúng không ạ? Mất rất là nhiều. Ok. Nhưng mà nếu mà hold thì sao? Không cung cấp thanh khoản thì sao? Nếu anh chị hold ấy thì giá là 200 này. Giá của token A là 200, token B là 1, số lượng 20 và 10.000 vẫn giữ nguyên. Thành tiền sẽ là 4.000 và 10.000. Lúc này tổng anh chị có 14.000. Nếu mà anh chị chỉ giữ không làm gì cả thì anh chị có 14.000, nhưng anh chị mà cung cấp pool thanh khoản thì anh chị chỉ còn 12.650 đơn vị. Vậy bay mất 1.350 đơn vị. Ok. Thế bây giờ mình phải giải thích là lý do tại sao tôi lại bị cái impermanent loss này. Tôi cung cấp thanh khoản cho người ta mà tôi đang chịu rủi ro mà. Tại sao tôi lại bị mất tiền. Ok, bây giờ mình sẽ xem lại nhé. Mình sẽ xem lại, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối trong một slide thôi, anh chị sẽ hình dung. Đầu tiên anh chị tìm được một pool thanh khoản rất là tuyệt vời, nó có rất nhiều điều kiện hấp dẫn. Sau đó anh chị cung cấp thanh khoản vào trong pool, tất nhiên là theo mỗi tỷ lệ. Anh chị cung cấp thanh khoản là token A, token B theo một cái điều kiện của pool. Đó, token A, token B theo điều kiện pool. Lúc này
lúc này ở bên phía ngoài team ấy, là có những cái nơi mà vẫn còn tiếp cận A tồn tại, ví dụ như trên Binance hay là trên Coinbase, rất nhiều nơi có cái token A này đó, và cái token A này nó tăng giá, nó tăng giá, nó tăng giá lên, thì lúc này bắt đầu nó xuất hiện các ông traders, tức là các ông này sẽ xuất hiện và các ông nhìn thấy được là à, có những thằng A ở ngoài pool này có cái giá cao hơn so với cái token A ở trong pool này, nó họ nhìn thấy cái sự chênh lệch giá, họ bắt đầu tham gia vào thị trường, họ nhìn thấy sự chênh lệch giá, họ bắt đầu cầm cái đồng B mang đến trong cái pool này, họ mua cái đồng A, họ cho cái đồng B này, họ swap ra cái đồng A, họ lấy cái đồng A ra, họ lấy cái đồng A với cái giá rẻ ở trong pool ra, sau đó họ mang cái đồng A này họ ra mang ra cái chỗ khác bán với giá cao, và họ lại lấy về đồng B và họ ăn cái phần chênh đó, họ sẽ lấy cái phần chênh đó thành lợi nhuận của họ. Ok, bây giờ con số cho dễ này. Đầu tiên là token A giá 500 này, token B giá 1 này, số lượng là 20 và 10.000 này. Sau đó giá nó tăng lên 800. Giá nó tăng lên, giá thằng A tăng lên 800. Và sau một hồi mua bán thì là số lượng ông A còn 15,81, số lượng ông B tăng lên 12.649 đồng. Đó, tức là sao? Tức là cái đồng B nó tăng lên 2.649 đô, à 2.649 đơn vị. Còn cái ông A, token A bị giảm đi 4,19 đơn vị. Tức là cái ông traders này, ông ấy mang 2.649 đồng B và ông để ông đổi lấy 4,19 đồng A. Đúng không ạ? Vậy tức là sao? Cái giá của đồng A so với giá của đồng B lúc này nó chỉ còn là 632 đơn vị thôi. 632 lần thôi, không phải là 800 lần nữa. Tức là đang mua với giá rẻ hơn. Chỉ mua với giá 632 thôi, không phải với giá 800. Tức là đang bị người ta đang ăn chênh được một cái token A, họ chênh được 168 đơn vị. Anh chị lấy 168 này nhân với 4,19, anh chị sẽ ra là 702 đơn vị. Giống như ở trên anh chị vậy. Đây là lý do vì sao anh chị bị permanent loss. Đó. Ok. Vậy thì mình mất bao nhiêu? Người ta đã sau một hồi tính toán rồi thay con số, họ vẽ ra một đồ thị như thế này. Một đồ thị như này tức là sao, cái đồ thị này là gì? Cái đường cong này. Ví dụ anh chị nhìn vào cái điểm cuối này. Cái điểm cuối này. Ở đây là cái giá của đồng A so với đồng B, tức là đồng A bằng 5 lần giá của đồng B, thì anh chị sẽ mất 25% tài khoản, anh chị có tài khoản. Nếu mà đồng A lớn, chỉ lớn hơn 4 lần đồng B thôi, thì anh chị mất ở cái khoảng này, nó loanh quanh ở độ tầm 20 gì đó, 20%. Tức là sao? Cái đồng A mà càng tăng giá nhiều hơn so với đồng B càng nhiều ấy, thì cái tỷ lệ impermanent loss càng cao. Đó. Vậy thì giảm giá cũng vậy đây, ở đoạn này. Ví dụ là nó giảm xuống còn khoảng độ tầm một nửa đi, đồng A giảm còn một nửa. Thì anh chị cũng mất một khoảng hơn 10% ở chỗ này. Đó. Vậy thì thế mất tiền thế thì tôi cung cấp thanh khoản làm gì? Tôi vừa bị khóa currency, vừa lại còn bị mất tiền nữa, thế thì cung cấp thanh khoản làm gì? Thế các ông xây AMM các thứ ra là bị chết hết à? Không kêu gọi được thanh khoản thì không thể vận hành được. Nhưng anh chị yên tâm là anh chị vẫn nên cung cấp thanh khoản. Bởi vì sao? Thứ nhất là anh chị cung cấp thanh khoản này, và những traders này họ là phải giao dịch, họ phải giao dịch liên tục, mua bán bán, trao đổi swap, và mỗi một cái lần như thế họ sẽ phải trả phí vào trong pool, họ sẽ phải trả phí, và chính cái phí này pool nó sẽ chia sẻ lại cho anh chị, đó chính là cái lợi nhuận, cái lãi suất của anh chị đấy. Và nhiều khi mà có những pool họ còn lại còn chia sẻ, tức là cung cấp, tức là chia sẻ cho anh chị là những cái token là ABC, XZ, token G ở đây. Ví dụ anh chị cung cấp thanh khoản với những cái yield farming, rồi cái pool mà họ có thể sẽ cung cấp cho anh chị ngoài những cái lợi nhuận ra, thì anh chị còn nắm giữ thêm những cái token này.
Và những token này thì trong tương lai nó sẽ có những cái hứa hẹn là tăng giá, họ tăng giá rất là nhiều chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái lợi nhuận rất là lớn cho mình. Và người ta đã tính toán rồi, cái impermanent loss này thường là nhỏ hơn tổng chi phí giao dịch, nên khi anh chị mà cung cấp pool, cung cấp thanh khoản cho pool thì anh chị sẽ có lợi nhuận, tức là cái phần sẽ có lời so với việc là so với cái tài sản ban đầu, là anh chị khi cung cấp vào pool thanh khoản anh sẽ có lợi nhuận nhiều hơn. Ok, vậy nhưng mà bây giờ mình sẽ có cách nào để mình giảm thiểu không, giảm thiểu cái impermanent loss này không, mình giảm thiểu đi, bởi vì là không để mất tiền cũng là kiếm được tiền mà. Bây giờ mình làm nào mình giảm thiểu nó đi, tối đa có thể làm cách nào mình giảm thiểu đi. Cái đầu tiên sẽ là mình cung cấp thanh khoản cho các cặp token ít biến động thôi, tức là nó ít biến động so với nhau. Ví dụ đồng USDC với đồng DAI là nó chỉ loanh quanh 1,01, 1,02 loanh quanh như thế thôi, hoặc là 0,99 gì đó, thì họ loanh quanh như thế thì cái impermanent loss này nó rất là thấp. Thì anh chị có thể cung cấp cái thanh khoản cho cặp token ít biến động như thế này. Cái cách thứ hai sẽ là cung cấp thanh khoản cho cặp token hay crypto có giá đồng biến. Đồng biến tức là sao? Ví dụ đồng A và đồng B, em ví dụ ở trên đi. Đồng biến tức là tăng giá thì nó cùng tăng giá, giảm giá thì nó cùng giảm giá, thì là gọi là những cặp token có giá đồng biến đó. Thì khi mà anh chị cung cấp thanh khoản cho những cái pool mà có cặp token có giá đồng biến này thì tỷ lệ impermanent loss cũng rất là thấp. Tiếp theo nữa là anh chị phải chọn pool. Cái chọn pool nó rất là quan trọng. Cái yếu tố chọn pool là rất quan trọng. Anh chị phải phân tích pool rồi xem nó có uy tín hay không. Nhiều khi anh chị sẽ mất trắng như đúng đọc rug pool. Còn ở cái trường hợp này thì em chỉ giới thiệu cho anh chị là anh chị phải chọn pool mà nó có trọng số giá giữa cặp token hợp lý. Tức là sao? Ở trên em ví dụ là PA nhân QA bằng PB nhân QB. Đấy chỉ là ví dụ đó, tức là hai cái giá trị của hai đồng token AB nó phải bằng nhau. Nhưng có những pool người ta cho anh chị cái lựa chọn, tức là tỷ lệ nó không phải 50-50 nữa, mà tỷ lệ có thể 80-20, 70-30, 90-10, ví dụ như thế. Thì anh chị chọn những cái pool nào mà nó hợp lý, có tỷ trọng số này nó hợp lý, thì nó cũng sẽ giảm cái impermanent loss này cho anh chị. Còn một cái cách cũng dễ thôi, đợi cái tỷ lệ PA, PB điều chỉnh về tỷ giá ban đầu thì coi như anh chị không mất gì cả. Đó, thì đến lúc đấy anh chị mới rút thanh khoản ra khỏi pool thì anh chị sẽ không mất một chút nào cả. Hoặc là PA, PB nó chịu điều chỉnh về sát cái tỷ giá ban đầu là cũng đã ok rồi. Bởi vì mình còn có lợi nhuận nữa mà, mình còn tỷ, mình có lãi suất, rồi mình có những cái token thêm nữa. Ok, đây là bốn cái cách em chia sẻ cho anh chị có thể mình tham khảo thêm. Đó, đừng để tiền rơi. Đó, anh chị sẽ tham khảo thêm cái bốn cái cách kia để mình sao cho mình có cái sự thông tin, có sự hiểu biết hơn, thì mình sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn, mình sẽ không để tiền mình bị rơi. Tiết kiệm được nhiều tiền hơn là mình sẽ kiếm được tiền. Ok, cảm ơn anh chị. Trong thời gian tới thì core team sẽ xây dựng những cái pool đang xây dựng nữa, thì anh chị ủy thác vào pool để cho core team có thể hoạt động mạnh mẽ hơn, chia sẻ cho anh chị những cái tâm huyết nhất. Đó, ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi, xin cảm ơn phần trình bày của core team rất nhiều. Mình rất hy vọng là những cái kiến thức của core team vừa trình bày vừa rồi thì sẽ giúp cho anh chị rất nhiều trong cái quá trình mà tham gia thị trường crypto. Mình cũng hiểu rằng là một số các kiến thức mà cái đội core team chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay thì có thể là nó cũng khá nặng cho những cái bạn mà mới bắt đầu vào nghề hoặc là chưa bao giờ tìm hiểu sâu về cái nội dung này. Nhưng các bạn cũng phải hiểu rằng là đây là một trong những cái cách làm cần thiết nếu mà các bạn muốn thành công trong thị trường crypto. Nếu các bạn đã từng nghe ở những cái blockchain Ethereum, blockchain Binance, rồi các blockchain khác đã từng mất tiền như thế nào, thì nếu các bạn mà hiểu những kiến thức này thì các bạn có thể tránh được những cái rủi ro về những cái đồng tiền mà mình bỏ ra vào thị trường này.
Và mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là những gì xảy ra ở các nền tảng blockchain khác thì nó cũng có cơ hội để xảy ra ở trên nền tảng Cardano. Cho nên những cái kiến thức này có thể các anh chị chưa hiểu, nhưng các anh chị ít nhất cũng nhận thức được rằng là nó là một cái gì đó nó không phải dễ dàng để mà chúng ta có khả năng kiếm được tiền theo những cách mà chúng ta nghĩ thông thường. Và đặc biệt là đi sâu các nghiệp vụ tài chính nó hết sức phức tạp, và sau này các anh chị có thể gặp những nghiệp vụ mà nó còn phức tạp hơn như thế này. Khi mà tìm hiểu những kiến thức dạng này thì chúng ta phải rất là kiên nhẫn. Trong quá trình mà ngồi nghe cái co team trình bày ấy, thì tôi cũng có đọc được cái comment của các bạn ở phía trước ấy. Các bạn nói rằng là đừng mất thời gian mà đi tìm hiểu cái dự án của những cái blockchain khác, và không nên bình luận về nó. Nhưng mà như các bạn đã biết thì nền tảng Cardano chúng ta chưa có các dự án mà triển khai trên nền tảng này. Chúng ta chưa được chứng kiến bất kỳ một đế app nào cả chạy ở trên nền tảng Cardano. Và chính vì vậy thì chúng ta cũng chưa được chứng kiến những cái lỗi, những cái vấn đề của nền tảng Cardano. Và chính vì lý do đó mà chúng tôi phải, cái core team mới quyết định là đi nghiên cứu các vấn đề của các nền tảng khác. Để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta cũng hình dung xem là cùng một cái mảng DeFi thì ở cái nền tảng khác thì họ đã gặp những vấn đề gì. Và khi mà tìm hiểu được các vấn đề đấy thì chúng ta nên làm gì để tránh. Thì trong các cái bài trình bày của ba bạn ở trong core team, các bạn đã đưa ra những cái vấn đề rồi. Chúng ta có những vấn đề về flash loan, chúng ta có các vấn đề về front running, chúng ta có vấn đề về flip page, rồi impermanent node loss, ví dụ như vậy. Thì có thể những cái kiến thức này mà các bạn nghe trong vòng hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi thì cũng khó có thể hình dung hết. Nhưng mà các bạn có thể bắt lấy các keyword để về các bạn có thể tìm hiểu sâu thêm. Nếu các bạn muốn tìm được lợi ích kinh tế ở trong cái sóng DeFi đầu tiên của nền tảng Cardano thì các bạn phải hiểu được các vấn đề này. Nếu không các bạn sẽ rơi vào chính vấn đề mà chúng ta đã trao đổi trong cái ngày hôm nay. Và như vậy sẽ dẫn đến chuyện là các bạn chưa kiếm được tiền nhưng các bạn có khả năng bị mất tiền rồi. Cho nên là vấn đề này là vấn đề rất là quan trọng, cho nên là các bạn cần phải tìm hiểu. Một cái lý do thứ hai mà tại sao chúng tôi lại phải đi so sánh cái DeFi của nền tảng Cardano, ở trên nền tảng Cardano với cái DeFi của các nền tảng khác. Thì khi các bạn mà nhìn cái DeFi của các nền tảng khác ấy, các bạn mới phát hiện ra những tính ưu việt và những cái gì mà nền tảng Cardano nó tốt hơn những nền tảng khác. Ở đây mình lấy ví dụ thế này. Khi các bạn đã chứng kiến hàng trăm triệu đô la bị đánh cắp hoặc là bị tấn công từ những cái sàn DEX, từ những cái ứng dụng DeFi của những sàn khác. Một trong những cái lỗi mà nó bị tấn công nhiều nhất chính là lỗi về flash loan. Bây giờ mới 10 giờ 3 tiếng nữa nó sẽ xảy ra ở trên nền tảng Ethereum, và nó sẽ không dừng lại, nó sẽ tiếp tục xảy ra trên nền tảng Ethereum. Rất khó để chặn cái này lại. Nhưng mà tuy nhiên thì ở trên nền tảng Cardano thì vấn đề flash loan lại hoàn toàn có khả năng được giải quyết. Bởi vì là Cardano sử dụng cái cơ chế ghi chép sổ cái là IUTXO, trong khi Ethereum thì lại sử dụng cái phương thức gọi là accounting. Thế như vậy là những cái gì nó xảy ra ở trên nền tảng Ethereum thì không có cơ hội xảy ra ở trên nền tảng Cardano. Các bạn hình dung chuyện này không? Và khi mình nhìn ra được cái ưu điểm đấy, mình sẽ nhận thấy rằng là thế đến một ngày nếu mà nền tảng Cardano được triển khai thì rõ ràng rất nhiều các ứng dụng hoặc là những cái người dùng ở trên nền tảng Ethereum họ sẽ di chuyển sang cái blockchain của Cardano để họ dùng, bởi vì nó tránh được một cái cuộc tấn công về flash loan. Các bạn hình dung không ạ? Cho nên cái việc so sánh cái dự án của các cái nền tảng khác với nền tảng Ethereum là rất cần thiết để chúng ta hiểu được là cái ưu việt của nền tảng Cardano là như thế nào. Cardano cũng rất ưu việt so với nền tảng Ethereum ở trong lĩnh vực DeFi, ví dụ như là chúng ta đang nghe thấy cái front running ở trên nền tảng Ethereum thì bạn chỉ cần trả phí cao thôi, bạn hoàn toàn có khả năng vượt lên trước cái những người mua khác. Cho nên là ở những cái sàn DeFi, người ta nhìn được cái chuyện bạn đặt lệnh và họ sẵn sàng trả phí cao hơn để họ mua được cái token với giá tốt hơn, ngay lập tức họ bán lại cho bạn. Nhưng cái điều đấy không thể xảy ra trên nền tảng Cardano, bởi vì Cardano không có cái cơ chế là cạnh tranh về phí. Hình dung là các bạn, mỗi khi mà các bạn thực hiện một cái giao dịch ấy, thì Cardano ngay lập tức xác định cho bạn mức phí phải trả đó là bao nhiêu. Và đây là một cái điểm ưu việt thứ hai. Tức là nếu mà với cái DeFi mà chạy lên trên nền tảng Cardano đã giải quyết được hai cái vấn đề rất lớn ở trên nền tảng Ethereum, chính là cái flash loan, tấn công flash loan và cái front running. Rồi thêm nữa, ví dụ như là cái trượt giá flip page ở trên nền tảng Ethereum.
Hiện nay người ta đã đưa ra cái cơ chế về sử dụng Oracle để dùng phương pháp là bình quân giá theo thời gian để tránh cái chuyện tấn công tránh tránh cái chuyện trượt giá flip trade và tấn công kiểu dạng flat luôn. Thì rõ ràng cái chuyện mà chúng ta đi nghiên cứu cái đề phi ở trên nền tảng khác nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cái quá trình mà chúng ta tiếp cận với cái đề phi ở trên nền tảng Cardano. Và các bạn luôn nhớ rằng là đề phi sẽ là cái làn sóng đầu tiên ở trên nền tảng Cardano. Thì đây là lý do tại sao chúng tôi lại mang các cái vấn đề ra để tôi trình bày, mà chúng tôi lại không mang xem là các bạn có kiếm lợi ích từ gì. Thì đầu tiên các bạn phải xác định được rủi ro đã, tránh mất tiền đã, xong các bạn mới tập trung vào chuyện kiếm tiền. Thì đấy là giải thích thêm cho những cái bạn nào mà còn thắc mắc là tại sao chúng ta đang nghiên cứu dự án Cardano mà chúng ta lại đi nghiên cứu các nền tảng khác để làm cái gì. Thì nghiên cứu đề thi của các nền tảng khác để chúng ta hiểu hơn những cái dự án ở trên nền tảng Cardano. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi vào phần tổng kết. Thì đi vào phần tổng kết thì như cái phần trình bày các bạn tôi đã nói từ các cái buổi live stream trước và kể cả cái buổi live stream này, các bạn nhìn thấy rồi, làm cái cơ hội mà đến với nền tảng Cardano sẽ rất lớn các bạn. Chúng ta chỉ còn hôm nay là ngày mùng 2, chúng ta chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là các cái ứng dụng của nó sẽ phát triển đi lên. Hôm nay chúng ta cũng được chứng kiến ADA đã bứt phá qua cái mốc $3, đúng không nào? $3 là một mức cản rất là lớn, hiện nay giá cũng đang xoay quanh cái mức $3 và đây là một mức tăng trưởng tương đối tốt. Cho nên mình cũng khuyến khích anh chị là trong giai đoạn này các bạn nên nên thực hiện mục tiêu kép. Rất nhiều, tôi nhận được rất nhiều cái ý kiến hỏi là thế thì chúng ta có nên bán ADA lúc này không? Các bạn nào mà chưa xem cái video về thực hiện mục tiêu kép thì các bạn nên nên xem cái mục tiêu kép. Và cố gắng là khi mà các bạn bán ADA đừng 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 nên bán hết. Bán một tỷ lệ phần trăm là nhất định thôi và chúng ta tiếp tục nên nắm giữ cái đồng ADA. Vì tất cả những cái gì với ADA mới chỉ là bắt đầu đấy các bạn, mới chỉ là bắt đầu. Và cơ hội thì sẽ có rất nhiều. Đề phi sẽ là sóng đầu và các bạn phải tìm hiểu rất rõ nó để bắt được cái sóng đề phi đầu tiên này. Và các bạn đừng 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 giao dịch và mua bán các đồng crypto một cách thiếu hiểu biết giống như trước đây chúng ta hay làm. Những cái gì mà nở bung ở trên nền tảng Cardano nó giống những gì xảy ra năm 2017-2018 chúng ta chứng kiến ICO. Nếu các bạn cứ mua các dự án một cách mù quáng thì không các cái gì khác gì các bạn đã từng mua những ICO vào những năm 2017-2018 và kết quả là chúng ta chỉ mất tiền thôi. Gần đây thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều các dự án DeFi bắt đầu bán pre-sale token ra rồi và các bạn lao vào các bạn mua để hy vọng rằng là nó băm, nó nhân đôi, nhân ba, nhân 10 trong vòng một thời gian ngắn. Thì đó không phải là một cách làm thông minh nữa. Và điều lý do tại sao mà mình khuyến khích anh chị em nên tham gia những cái buổi như thế này, đành rằng ấy nó sẽ rất là khó so với các anh chị theo phương pháp bình thường là đi các nhóm khác ấy. Người ta sẽ cho các anh chị các đồng crypto băm có giá cụ thể để các bạn mua bán. Những cái kênh này thì chúng tôi cố gắng cung cấp kiến thức cho cộng đồng để các anh chị không mất tiền và có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Thì cũng trên mục tiêu đó thì trong tuần sau chúng tôi tiếp tục có những cái buổi live stream tiếp theo nữa các bạn. Đầu tiên là vào chủ nhật, tối chủ nhật tuần này thì chúng tôi sẽ nói chuyện về ADA và mục tiêu kép, những vấn đề cần làm rõ thì để mà đón được những cơ hội như là DeFi ở trong và tham gia những cái cơ hội mà như hôm nay nhóm chúng tôi trình bày ấy, thì các bạn cần phải biết nắm giữ đồng ADA, nhưng nếu cứ nắm giữ không mà nó cứ tăng giá ấy, thì các bạn sẽ rất là sốt ruột. Thì như thế chúng ta cần phải phối hợp với phương pháp là mục tiêu kép nữa, ở đó chúng ta sẽ vừa có lợi ích ngắn hạn và vừa có lợi ích dài hạn. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì mình cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị em hỏi về chuyện là ô thế làm thế nào để thực hiện mục tiêu kép. Thì chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề đó ở trong chủ nhật tuần này. Thứ hai tuần sau thì chúng ta sẽ có một chuyên đề về tạo và hợp tác tạo pool. Gần đây cũng rất nhiều anh chị em là muốn có được dòng tiền từ pool. Thì mời anh chị em tối thứ hai tuần sau. Tối thứ năm tuần sau, tức là bằng tầm này tuần sau, thì chúng tôi sẽ, nhóm Core Team chúng ta đang nghe sẽ đi trình bày thẳng vào hai dự án. Chúng tôi sẽ cân nhắc nếu khối lượng thông tin mà quá lớn thì chúng tôi sẽ tách ra. Tuần sau chúng tôi sẽ đánh giá về dự án Aerogo và dự án MinSwap. Đây là hai dự án mà chúng tôi nhận được rất nhiều các đề nghị từ cộng đồng để đánh giá hai cái dự án này. Và đây cũng là hai cái dự án lớn sắp tới sẽ triển khai ở trên nền tảng Cardano. Và các anh chị có thể đón nghe nó vào tối thứ năm tuần sau, ngày mùng 8 tháng 9, cũng khoảng tầm giờ là 20:30 các bạn.
nó sẽ khác. Hai buổi đầu là chúng ta chỉ tập trung những kiến thức nền tảng, thì cái buổi thứ ba là chúng tôi sẽ tập trung thẳng vào dự án. Thì đây có thể sẽ là những cái buổi mà các anh chị sẽ mong chờ nhất. Thì đến đây chúng tôi xin phép được kết thúc cái phần trình bày nội dung và chia sẻ kiến thức của cái buổi core team. Chân thành cảm ơn cái đội core team đã rất là nỗ lực để có thể trình bày nội dung ngày hôm nay.